đây là quang cảnh các bạn thấy rất nhiều bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 24 có mặt tại sân vận động với màu áo đỏ đặc trưng của người Việt Nam. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Thank you.